Xin chào, lại là Mark One và Trường đây. Mình đã đọc được rất nhiều comment của các bạn rồi và có một video các bạn cũng rất quan tâm, đó là video hạ cấp macOS. Video này thì thực ra nó cũng khá là quan trọng cho các bạn khi mà chúng ta lỡ vào một vài cái trường hợp. Ví dụ như mình đang gặp rất nhiều ở các bạn dùng máy Pro 2018 hoặc là Pro 2019. Khi mà các bạn update lên cái bản Sonoma là bản 14 bây giờ á, các bạn nghĩ rằng là máy Pro thì chắc là nó xử lý cũng rất là tốt, vẫn lên được bản đấy bình thường, Apple vẫn hỗ trợ thì cứ lên thôi. Nhưng mà khi mà lên rồi á, thì các bạn sẽ nhận ra một vấn đề, đó là máy nóng rất là nhanh. Và cùng với đó nữa là cái việc giật lag ở trên máy nó xảy ra cực kỳ thường xuyên. Và các bạn muốn là xuống một cái bản cập nhật thấp hơn. Thì ok, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn một cái hướng dẫn rất chi tiết để các bạn có thể thay đổi các bản macOS bất kỳ ở trên máy của mình nhá. Kể cả là chip M1 hay là Intel luôn, và bất kỳ bản macOS nào. Và bắt đầu ngay sau intro này. Ok, bắt đầu thì mình hơi giật tít một tí. Thực ra thì không phải là chúng ta cứ thích là lên, thích là xuống cho bất kỳ bản macOS nào đâu. Ví dụ như E2020, mình sẽ lấy một cái ví dụ như vậy. Thì khi máy E2020 ra mắt, nó sẽ là bản cập nhật macOS Big Sur. Thì đấy sẽ là bản cập nhật mà thấp nhất mà máy có thể xuống được, không thể xuống thấp hơn được nữa. Vì thế nên là các bạn nên lưu ý rằng là nếu như ví dụ mà M1 các bạn vừa dùng Catalina thì không được đâu nhá. Hoặc là nếu như máy nào mà không còn được hỗ trợ upgrade cái macOS nữa, ví dụ như bạn làm cho bản 2016 mà bạn lại muốn lên bản Sonoma thì không được. Rồi, tiếp theo này, về cái lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu vào bước nâng cấp hoặc là hạ cấp macOS, thì mình cần phải lưu ý với các bạn rằng khi mà chúng ta làm cái này, chúng ta sẽ xóa toàn bộ dữ liệu ở trên máy, nên vì thế nên backup dữ liệu ra ngoài ở trên một chiếc USB hoặc là một cái ổ cứng nào đó. Cùng với đó nữa, hãy đăng xuất Apple ID luôn ngay từ đầu để chúng ta đỡ bị lằng nhằng khi mà chúng ta làm các cái thao tác ở bên trong phần nâng cấp hoặc là hạ cấp macOS nhé. Còn về cái việc mà đăng xuất Apple ID ra như thế nào thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn một cách chi tiết hơn khi mà chúng ta thực hành. Và bởi vì sẽ có rất nhiều bước mà chúng ta cần phải thực hiện ở trong video này, nên các bạn hãy xem hết video này trước, sau đó thì mới bắt đầu thực hành nhé. Chứ tránh trường hợp là nhiều bạn vừa xem vừa làm, nó sẽ hơi bị rắc rối và có thể là sẽ bị sai bước á. Nhớ đấy nhá. Đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái máy này, nó là màu bạc. Thì chúng ta sẽ quy định đây là máy Intel nhá. Ở đây mình mở cho mọi người xem luôn. Anh editor che của mình cái số series máy này đi nhá. Đây, MacBook Pro 2018. Rồi, thì hãy kiểm tra phần Apple ID của các bạn xem đã đăng xuất chưa. Thì như máy này của mình đã đăng xuất rồi, thì mình chỉ việc tiến hành làm luôn. Bước đầu tiên của chúng ta sẽ là bấm vào quả táo đây, shut down máy đi. Sau khi shutdown máy rồi, chúng ta chờ tầm khoảng 6 giây để cho máy nó tắt hẳn. Thì ở máy Intel các bạn sẽ cần bấm giữ phím Command và R để cho cái chúng ta boot vào cái phần recovery. Đây, giữ lì Command và R. Đến khi mà các bạn nhìn thấy cái thanh này bắt đầu chạy thì cũng có thể thả tay ra được rồi nhá. Và để đấy máy sẽ tự chạy lên luôn. A few moments later. Ok, sau khi đến đoạn này thì các bạn cần phải là hạ cấp bảo mật cho máy đi. Thì bản chất của việc mà chúng ta nâng cấp hoặc là hạ cấp macOS ở đây là các bạn sẽ boot một cái bộ cài của macOS vào thông qua ổ cứng của chúng ta. Như vậy thì sẽ cần yêu cầu là hạ cấp bảo mật để có thể làm được việc này. Các bạn sẽ bấm vào đây, chọn vào hình cái ổ khóa này nhé. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu máy vào. Nhập vào thôi. Ở đây chiếc máy này đang được bật full bảo mật lên. Thì các bạn sẽ bấm vào phần No Security này và chấp nhận để boot bằng các cái phần bên ngoài. Sau đó bấm dấu X ở đây đi. Tiếp tục vào đó, lại bấm vào phần này, chọn cho mình Terminal nhé. Ở đây thì các bạn sẽ gõ một cái lệnh khá là quen thuộc ở trong rất nhiều video mình đã từng nói, đó là CSRUTIL cách disable enter. Rồi, đến đây thì mình sẽ cần lưu ý với mọi người rằng là các bạn cần phải có một cái ổ cứng như thế này để chúng ta có thể lưu trữ được cái bộ cài macOS mà các bạn mong muốn vào. Và tiện thể thì nếu như các bạn mà đã có ổ cứng thì nên mua những cái ổ cứng dung lượng nó lớn một chút để có thể là backup các cái file như ban nãy mình đã có lưu ý rồi.
Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắm ổ cứng vào trước nhá. Đến đây, cắm ổ cứng xong, các bạn gõ giúp mình đó là reboot. Sau khi gõ xong cái reboot này rồi, bấm enter và giữ luôn cho mình phím option. Giữ liền phím option như này và sẽ hiện ra khá nhiều tùy chọn cho chúng ta. Thì ở đây cái ổ màu xám này, như các bạn đang nhìn ở trên màn hình, ổ màu xám này nó sẽ là ổ cứng gốc của máy chúng ta. Cứ bỏ qua cái phần đấy đi. Ngoài ra ở trong ổ cứng mình đang có vừa cắm bên ngoài á, mình đang để rất nhiều các bản macOS ở đây. Thì mình có thể tùy chọn cái bất kỳ bản macOS nào. Thì như mình đã nói, đây sẽ là video nâng cấp hoặc hạ cấp. Vì vậy nếu như máy này đang ở bản Catalina thì chắc là mình sẽ up lên bản Monterey đi cho nó mới nhá. Chọn vào cái phần install xong các bạn bấm enter là được và chờ cho nó boot cái phần cài install vào thôi. A few moments later. Ok, máy đã hiện lên và các bạn đã nhìn thấy rằng là chúng ta có thể install macOS Monterey ở đây rồi. Tuy nhiên thì chưa xong đâu. Hiện tại trong máy này nó vẫn đang còn cái bản macOS cũ, nó lưu vào trong ổ cứng của chúng ta, nên vì vậy các bạn sẽ cần phải xóa cái macOS cũ đi. Đầu tiên thì các bạn cứ nhập wifi vào đã nhá. Sau đó chọn vào phần tiện ích ổ đĩa ở đây này. Bấm continue. Bấm vào phần view, chọn vào phần show all device. Chọn vào phần ổ cứng này, đây chính là ổ cứng gốc máy của chúng ta, và bấm erase nó. Thường thì đến phần đặt tên này các bạn có thể đặt bất kỳ tên gì các bạn muốn, nhưng mà thường mình hay để nó tên như ban đầu thôi. Macintosh HD. Và khi mà các bạn boot từ cái phần ngoài như vậy á, thì nên để cái format của ổ của chúng ta là APSF nhé. Erase. Cơ bản thì máy này của mình nó cũng không có dữ liệu gì cả, nên là cái phần xóa này sẽ khá là nhanh. Còn bạn nào mà có nhiều dữ liệu thì nó sẽ mất thời gian hơn. Rồi, erase process is complete. Thì done. Đó, và khi mà xóa xong chúng ta đã tạo được một cái ổ cứng tên macOS Macintosh HD ở đây. Bấm vào dấu X ở ngoài này. Sau đó việc của chúng ta chỉ là bấm vào đây, continue. Và một lưu ý đó là nhớ cắm sạc khi mà các bạn làm các bước này nhá, bởi vì là nó sẽ khá là mất thời gian và tốn pin đấy. Agree này. Ok, đến đây nó sẽ hiện cái phần ổ cứng mà của các bạn đó. Nó sẽ hiện cả ổ cứng của các bạn và ổ cứng của máy. Thì ổ cứng của máy nó là cái hình này, hình màu xám này. Continue thôi. Đừng chọn sang ổ cứng của mình nhưng lại bút vào ổ cứng của mình nhá. Bây giờ đấy. Chọn vào và continue. Rồi, đến đây thì các bạn chỉ việc chờ. Chờ mà thôi là được. A few minutes later. Khi mà trong cái bước install này, nó sẽ tắt màn hình đi một đoạn và nó sẽ đẩy cái phần macOS mới của các bạn vào trong máy. Đến bước này màn hình sẽ đen đi và nó sẽ có một phần thanh đếm thời gian ở bên dưới cho các bạn nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được với cả một chiếc MacBook chạy chip Intel và cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ hãy cùng xem với kết quả của chúng ta nhé. Rồi, đúng giao diện của Monterey rồi đấy ạ. Đến đây thì các bạn cứ setup như một cái máy mới bình thường thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cả bản M1. Vừa rồi chúng ta đã nâng cấp macOS, thì bây giờ hãy cùng hạ cấp macOS nhé. Ở trên chiếc MacBook Pro 2020 bản chip M1 này, thì ban nãy mình đã có nhấn mạnh với các bạn rằng là hãy nhớ đăng xuất Apple ID ra trước khi chúng ta thực hiện các thao tác. Thì ở đây mình cũng hướng dẫn chi tiết cụ thể luôn. Các bạn sẽ vào phần cài đặt và chọn vào phần Apple ID, sau đó chọn vào iCloud. Tiếp ở đây có các ứng dụng sử dụng iCloud, các bạn hãy bấm hiển thị tất cả. Chọn vào tìm máy Mac, sau đó tắt cái phần mạng tìm này đi. Đó, phần mạng tìm mình đã tắt này. Và phần này thì nó sẽ yêu cầu mật khẩu Apple ID á, các bạn nhớ nhập vào nhé. Ok, bạn tìm tắt này và phần tìm máy Mac này cũng tắt đi giúp mình nhé. Nhập mật khẩu mở máy của các bạn vào này. Ok, như thế này là phần tìm máy Mac của các bạn đã tắt đi rồi và chúng ta có thể yên tâm để đăng xuất Apple ID ra. Bấm lại vào phần Apple ID
kéo xuống dưới cùng và chọn vào phần đăng xuất. Đến đây thì các bạn cứ bỏ tích hết các cái này giúp mình nhé. Bỏ tích hết, xóa khỏi máy mark này. Xóa. Chờ một chút xíu. Ok, sau khi đã hiện thông báo là đăng nhập như thế này, tức là các bạn đã đăng xuất thành công cho Apple ID ra, thì tắt cái cài đặt đi và bấm một quả táo ở đây, tắt máy. Thực ra thì ở đây thì nó cũng khá là tương tự với cách hoạt động của bản Intel và bản M1 thôi, nó sẽ khác nhau một chút ở các cái phần nút bấm. Thì ở trên bản những chip Apple Silicon á, các bạn sẽ giữ ở phím nút nguồn này thay vì là Command R nhé. Rồi, khi là hiện đang tải các tùy chọn khởi động thì có thể thả tay ra. Đến đây, rất quen thuộc, chúng ta vẫn có cái ổ cứng mặc định của máy này. Và sẽ có thêm một phần này là tùy chọn, tức là chúng ta sẽ vào cái phần tùy chọn để hạ các bảo mật bên này á. Đến bước này thì khá là quen rồi, bước đầu tiên thì hãy nhớ là cứ kết nối wifi vào đã nhé. Ok, phần wifi bên mình nó hơi bị chập chờn một tí. Rồi thì ở đây các bạn sẽ bấm vào phần tiện ích ở bên trên này, cũng giống như bản máy cũ ban nãy thôi. Nhưng ở đây thì phần giao diện nó sẽ hơi khác một chút, chọn vào phần chính sách bảo mật này. Thì ở đây chúng ta hãy hạ cấp bảo mật giống như bản máy Intel vừa rồi. Thì ở đây mình đã hạ sẵn rồi. Đây các bạn có thể nhìn vào các lựa chọn của mình này, bảo mật tùy chọn và hai phần dấu tích ở bên dưới này nhá. Ok, sau đó bấm dấu X cái này đi. Tiếp theo hãy vào lại vào Terminal. Terminal ở đây chúng ta vẫn sẽ gõ lệnh đó là CSRU, TI và L, cách disable, enter, nhập mật khẩu. Thực ra đoạn này thì mình đã hạ cấp cái bảo mật này đầy đủ rồi, nên là cái phần giao diện nó sẽ hơi khác một chút. Ở những cái bản chip M1 của các bạn á, đến phần này này nó sẽ có yêu cầu là nhập thêm mật khẩu hoặc là yêu cầu là trả lời đúng yes or no á, thì các bạn bấm chữ Y dài, sau đó bấm Enter, nhập mật khẩu vào và nó cũng sẽ hiện ra như thế này. Đến đây thì các bạn nhớ giúp mình là cắm ổ cứng mà đã có phần bộ cài của các bạn vào cho máy nhá. Sau đó bấm là Reboot. Đến đây, một lưu ý tiếp theo này, từ từ đừng vội nhá. Sau khi bấm Reboot xong thì thay vì việc giữ phím Option như ban nãy ở trên bản Intel thì hãy giữ vào phím nguồn giúp mình nhá. Enter này và giữ vào phím nguồn. Sự khác biệt giữa hai bản chip Apple Silicon và chip Intel sẽ nằm ở đây. Ở phần này thay vì việc các bạn sẽ chọn Install macOS Mixer luôn thì các bạn sẽ chọn vào phần tùy chọn này lại nhé. Bấm tiếp tục này. Ok, nhớ kết nối Wi-Fi nhé. Rồi, chọn vào phần tiện ích ổ đĩa và ở bước này chúng ta sẽ xóa luôn ổ đĩa máy của chúng ta đi. Chọn vào phần xem. Chọn vào hiển thị tất cả các thiết bị. Ổ cứng của chúng ta ở đây và chọn vào xóa. Tên của ổ cứng thì mình vẫn sẽ để là Macintosh HD nhé. Định dạng ổ vẫn sẽ phải để là APS và bấm xóa thôi. Xóa máy Mac. Xóa máy Mac và khởi động lại. Đó, cái phần khác biệt nó nằm ở đấy đấy, nên là nhớ chú ý kỹ nhá. A few moments later. Ok. Lại là kết nối wifi, một bước mà chúng ta luôn phải nhớ. Rồi, khi mà kết nối wifi thì cái phần activate mark này nó sẽ tự động kết nối và khi mà nó được rồi á, các bạn sẽ bấm vào phần bên dưới này nhá. Ok, máy của các bạn đã được kích hoạt. Các bạn sẽ bấm phần Access to Recovery này.
Đấy, ở đây thì khi mà các bạn nhìn thấy ở bản là reinstall macOS, macOS Ventura, tức là chúng ta vẫn chưa có được cái bộ cài của bản Big Sur. Vì vậy nên hãy bấm vào phần quả táo, bấm restart và lại giữ nút nguồn. Rồi, đến đây thì các bạn nhớ chọn vào bản này nhé, hoặc là bất kỳ bản nào mà các bạn muốn, nếu mà là các bạn muốn cài. Đây, mình đang chọn là Big Sur và bấm Big Sur Continue. Cái này sẽ mất khoảng một lúc. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ có các phần ngôn ngữ để chọn, để setup cho nó dễ. Thì mình đang quen tiếng Anh rồi, nhưng mà vì các bạn nên mình sẽ chọn tiếng Việt cho nó dễ. Đây, Wi-Fi đây. Đấy, sau khi chúng ta đã có wifi rồi thì bấm tiếp tục thôi. Đồng ý, đồng ý. Chọn vào ổ cứng của chúng ta và tiếp tục. Rồi, đến đoạn này nó cũng dễ, tương tự như ở bản Intel. Các bạn chỉ việc ngồi chờ mà thôi. Và hãy cùng ngồi chờ với mình. A few moments later. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong về việc hạ cấp cho macOS. Thì như các bạn nhìn thấy giao diện ở đây, chúng ta đang có giao diện của bản Big Sur. Nó khá là nhanh hơn so với cả các bản Intel ban nãy mình làm. Nếu mình skip qua có thể các bạn sẽ không thấy. Và đến đây thì các bạn cứ setup giống như một máy bình thường. Được rồi, và đây là thành quả của chúng ta. Ở bên này của mình là chiếc MacBook Pro 2020 chip M1 và đang là bản macOS Big Sur. Còn ở bên này sẽ là bản chip Intel và đây là bản macOS Monterey nhá. Đấy, chỉ cần một vài bước như vậy thôi là chúng ta có thể lên xuống macOS một cách dễ dàng và có thể phù hợp cho máy của các bạn. Ngoài ra nữa thì khi mà các bạn làm những bước này cũng có thể tiện thể là xóa toàn bộ dữ liệu luôn nếu như các bạn có nhu cầu làm sạch cho máy. Các bạn còn vướng mắc gì ở trong việc mà chúng ta nâng cấp macOS hay không thì hãy comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng có thể comment và recommend một cách nhanh nhất nhá. Còn nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của MacOne để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.